lợi ích về sức khỏe của thiền định. Đến với chương trình hôm nay, tôi là người dẫn chuyện, tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý từ đầu cầu Kyoto, hân hạnh giới thiệu với mọi người diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, một người rất là đặc biệt, bác sĩ Trần Đình Hỷ từ đầu cầu Orleans, Pháp, và bác sĩ cũng là một người đã từng đến Việt Nam rất là nhiều lần, quay lại Việt Nam sau những năm 75 để có thể hỗ trợ Việt Nam về mặt y khoa, nhất là trong cái mảng nội soi tiêu hóa. Hiện nay bác sĩ đã nghỉ hưu và cư trú tại Pháp, nhưng mà cũng là một nhà khoa học am hiểu về thiền định, và rất là hân hạnh y học cộng đồng mời được bác sĩ Trần Đình Hỷ đến với chúng ta trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và Quý là người dẫn chương trình thì cũng rất là hân hạnh được gặp lại một số đồng nghiệp, những anh chị làm việc trong ngành y khoa tại Việt Nam cũng quan tâm tới cái vấn đề này. Xin mời bác sĩ Đình Đình Hỷ có một vài lời với khán thính giả chúng ta được không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Quý đã có lời giới thiệu. Tôi rất vui mừng được nói chuyện với các bạn ngày hôm nay về một cái đề tài mà tôi đặc biệt chú ý tới là thiền định và sức khỏe. Tại vì tôi nghĩ là thiền định là một cái phương pháp có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe. Và phương pháp này không được gọi là đánh giá đúng mức của nó, tại vì nhiều người hiểu thiền theo cái nghĩa là thiền theo tôn giáo, thiền ở chùa, thiền ở những thiền đường, ở những cái nơi mà có thể nói là về tâm linh, và không nghĩ là thiền có thể là một cái phương pháp để mà luyện tâm, cũng như là mình luyện tâm bằng luyện thân bằng bằng thể thao chẳng hạn, thể dục chẳng hạn. Thì cái thiền nó là một phương pháp luyện tâm, nó không có liên quan gì, bắt buộc gì liên quan đến vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh hết cả. Nó là một cái phương pháp luyện tâm. Đó thì cái thân và tâm thì nó liên hệ rất là mật thiết với nhau. Cho nên là tôi nghĩ là thiền phải được xem là một cái phương pháp giúp ích cho đời sống thân và tâm, và như vậy là cho sức khỏe cho con người. Và dạ vâng. Do đó phải được áp dụng phổ biến một cách rất là rộng rãi. Dạ vâng. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Trần Đình Hỷ ạ. Và như mọi người thấy là trước những cái biến động của thời cuộc và trong cái cuộc sống hối hả hiện nay, thì ngày càng có nhiều người quan tâm tới thiền định. Trong 50 năm qua thì những cái nghiên cứu y khoa cũng đã chỉ ra một số cái lợi ích của việc hành thiền, cũng như là đặc biệt là trong cái ngành bệnh nhân ung thư, chăm sóc bệnh nhân ung thư, là có thể nói đến việc giảm đau này, bớt căng thẳng, kiểm soát lo âu, cải thiện giấc ngủ, và tăng khả năng chú ý, cũng như là nhiều cái lợi ích khác. Tuy nhiên thì rất là nhiều người vẫn còn chưa có hiểu đúng về thiền định như là bác sĩ Trần Đình Hỷ vừa chia sẻ. Thì hôm nay quý cũng rất là mong bác sĩ sẽ có thể chia sẻ thêm cho chúng ta những cái kiến thức cơ bản về thiền định, ví dụ như là thiền định có từ bao giờ và đã qua những cái đất nước nào, những nền văn hóa nào trước khi mà đến Việt Nam, được không ạ? Quý xin chia sẻ cái slide của bác sĩ luôn ạ. Đã. Thì thiền định đó có thể được xem như là một cái phương pháp luyện tâm trong sự tĩnh lặng, do đó cũng được gọi là tĩnh lự, xem xét trong sự tĩnh lặng. Lự nghĩa là xem xét trong sự tĩnh lặng. Tiếng Ấn Độ cổ Pali là Jhana, tiếng Sanskrit là Dhyana, phiên âm sang tiếng Hán là Chana. Vì vậy cho nên là người Hán thu gọn thiền bằng chữ chán, tiếng Việt là thiền, tiếng Nhật là zen, và tiếng Hàn là xuân. Phương pháp thiền định đã có từ rất lâu, bởi vì người ta đã tìm thấy tại di tích của nền văn minh cổ xưa vùng sông Indus, tức là sông Ấn Độ Hà, ở bên về phía tây của Ấn Độ. Thì cái nền văn minh rất cổ này có từ khoảng 3.200 tới 1.600 trước công nguyên. Thì người ta thấy là có một số hình khắc
Người yogi ngồi thiền định trong tư thế kiết giả. Và ngoài Ấn Độ giáo, đạo yoga và đạo Phật ra, thì thiền định còn được thực hành dưới hình thức này hay hình thức khác trong nhiều đạo giáo khác nữa. Chẳng hạn như trong đạo Lão, đạo Do Thái với phong trào Kabbal, Kitô giáo với các cha sa mạc, các nhà thần bí, và Hồi giáo, ngay cả Hồi giáo cũng có thiền với một nhánh gọi là thần bí Sufi. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng phương pháp thiền định trong đạo Phật là được hệ thống hóa và ấn định một cách chính xác nhất. Thiền định bắt đầu phát triển tại các nước Âu Châu và Bắc Mỹ Châu trong những năm 1960-70, nhờ một số tăng sĩ từ Á Châu sang đây mở các thiền đường như các thiền sư Shunryu Suzuki, Taisen Deshimaru, thiền sư Thích Nhất Hạnh, cư sĩ Goenka qua các đệ tử của ngài. Đồng thời, nghiên cứu khoa học cũng bắt đầu chú ý đến thiền định và được khuyến khích bởi sự thành lập của tổ chức Mind and Life Institute, Viện Tâm và Sự Sống, năm 1987. Đây là một hình của buổi họp mặt giữa những người ở trong cái hội Mind and Life Institute. Cái viện này gồm có một số nhà khoa học thần kinh, tâm lý học và tăng sĩ họp nhau chung quanh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 mỗi năm một lần để thông tin, thảo luận về những vấn đề sức khỏe, thân và tâm. Và như vậy bắt một nhịp cầu trao đổi giữa tâm linh và khoa học. Đây là một cái hình chụp năm 2000 tại Dharamsala. Và cái viện này thì gồm có một số nhà khoa học thần kinh. Nhờ đó có một sự cộng tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu khoa học và các tăng sĩ có nhiều kinh nghiệm về thiền định, chẳng hạn như trong các thử nghiệm khoa học trên họ. Trong hình sau chúng ta thấy tăng sĩ Mathieu Ricard là người Pháp mà theo đạo Phật Tây Tạng thì đang tham gia vào một thí nghiệm dùng máy MRI chức năng cùng với giáo sư Richard Davidson ở Wisconsin bên Hoa Kỳ, đang làm một thử nghiệm đang đo những cái hình ảnh, đang xem xét những cái hình ảnh MRI trong khi thiền định. Và bên tay phải là hình của một tăng sĩ Tây Tạng đang đo bằng điện não đồ. Với 256 điện cực, tức là một nghiên cứu một cách rất là chính xác cái hoạt động về điện ở trong não. Và bắt đầu từ khoảng 1980 thì thiền định được áp dụng trong y học bằng phương pháp Mindfulness Based Stress Reduction, gọi tắt là MBSR, tức là giảm stress dựa lên mindfulness. Mindfulness có thể dịch là chánh niệm, là một phương pháp thiền dạy bởi thiền sư Nhất Hạnh tại làng Mai, đã gợi hứng cho John Kabat-Zinn, là một giáo sư sinh học tại Đại học Massachusetts, Hoa Kỳ, để chế ra phương pháp MBSR. Phương pháp này đã trở thành phổ biến cùng với một số phương pháp tương tự, gọi chung là MBI, Mindfulness Based Interventions, tức là những can thiệp mà dựa lên chánh niệm. Và hiện nay các phương pháp này được giảng dạy tại nhiều trường đại học y và được áp dụng tại nhiều bệnh viện trên thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn cái tóm tắt rất là
dễ hiểu của bác sĩ Trần Đình Hỷ về cái quá trình mà người ta bắt đầu thiền và bắt đầu các cái môn phái về thiền thiền định và cách mà lan tỏa nó ra khắp thế giới. Thì với cái ứng dụng của khoa học cũng như là hợp tác giữa các nhà khoa học với các thiền sư thì cái cách nhìn về thiền định cũng đã thay đổi rất là nhiều. Thì không biết là thế giới hiện nay, thế giới hiện đại á, thì người ta đã có cái thay đổi gì trong cái góc nhìn về thiền định ạ? Nếu mà so sánh những cái thiền cổ điển đó, như tôi nói lúc nãy, tức là thiền ở trong các tu viện, các chùa, các thiền đường, với lại những cái thiền định mà được dùng tại bệnh viện hay là tại các phòng thí nghiệm về thần kinh học để xem xét những cái gọi là tác động của thiền định trên sức khỏe, thì người ta có cảm tưởng là nó khác nhau, nhưng mà trên căn bản thì không có gì khác biệt. Nhưng có lẽ tại vì khoa học nghiên cứu thiền định, cho nên là thiền định mới được định nghĩa một cách chặt chẽ và chính xác hơn. Và thiền định thì ngày nay khoa học gọi là mindfulness, mindfulness meditation. Và thiền định mindfulness được định nghĩa là trạng thái tâm tới từ sự chú ý có chủ đích trong hiện tại, không phê phán vào kinh nghiệm xảy ra từng lúc một. Các chữ quan trọng là chú ý hiện tại có chủ đích, vì đó là một hoạt động tích cực của tâm, và không phê phán cũng vậy. Điều đó cũng rất quan trọng. Tại vì khi mà mình đã bắt đầu phê phán cho là cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng, cái kia sai, thì tự nhiên tâm nó đã sao lãng, không còn chú ý nữa. Như vậy thì thiền định là sự chú ý vào những gì đang xảy ra trong hiện tại, trong từng giây. Tại Đức Phật chú ý, tiếng Pali là, dịch tiếng Hán là niệm, và Samasati chánh niệm là một trong tám chánh đạo dẫn tới giải thoát. Chữ Sati có mặt trong hai bài kinh dạy bởi Đức Phật về thiền định, đó là Satipatthana, tức là kinh tứ niệm xứ, và Anapanasati, tức là niệm hơi thở. Vì vậy cho nên cái chữ sati này là cái chữ căn bản để hiểu thiền định. Chúng ta cũng nên để ý rằng chữ Hán niệm có nghĩa là chú ý, nhớ tới, gồm có chữ kim ở phía trên có nghĩa là hiện tại, và chữ tâm ở phía dưới có nghĩa là tâm, tâm ý. Như vậy thì niệm bao hàm ý giữ tâm trong hiện tại. Chúng ta cứ nhớ tới chữ niệm với chữ tim và tâm, tức là tâm trong hiện tại, là đúng là cái đó là cái chìa khóa của thiền định. Như vậy thì có thể nói là thiền cổ điển thời Đức Phật và thiền hiện đại theo khoa học không khác gì nhau, và đều dựa lên chánh niệm mindfulness. Nhưng chính nhờ khoa học nên đặc tính này mới được tỏ rõ và thiền định mới được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hay của bác sĩ Trần Đình Hỷ. Một số bác sĩ ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng quan tâm là khi mà khoa học đã kết hợp và nghiên cứu về ảnh hưởng lên não bộ của chúng ta thì họ đã phát hiện ra những cái hiện tượng gì khi mà chúng ta thiền định. Bác sĩ có thể nói thêm sâu một xíu được không ạ? Phương pháp thiền định mà gọi là MBSR đã nghiên cứu bởi khoa học thì dựa lên một nhận xét là cái stress, tức là cái sự căng thẳng thần kinh gây nên bởi một số kích thích, hoặc là khi mà nó liên tục, nó kéo dài
thì nó có thể gây nên một số bệnh hoặc rối loạn trong cơ thể. Và do đó, thiền chánh niệm có thể làm giảm stress và như vậy làm giảm hay làm hết rối loạn. Nếu mà stress đưa tới những cái rối loạn thì giảm stress sẽ làm giảm cái rối loạn. Như vậy thì các bệnh và rối loạn có thể điều trị được bằng thiền định là thứ nhất là bệnh mất ngủ. Có một cái slide về các cái bệnh, không biết nếu vậy tức là nó có, nhưng mà nó ở một cái, để tôi mở cái Dạ, để em mời bác sĩ share màn hình ạ. mà tôi chia sẻ màn hình, tại vì cái này nó chia sẻ màn hình, tôi phải đi tới cái chỗ đó. Đây. Bây giờ tôi chia sẻ cái hạ màn hình này được không ạ? À? Có cách nào chia sẻ hạ màn hình này? Bác Xin sĩ bấm lỗi, vào nút tôi share screen đi bấm ạ. vào nút share đây á. Vâng. Đây. Có nhìn thấy không ạ? Dạ vâng. À vâng. Vâng Ồ, vâng. rất là nhiều, rất là trong danh sách này rất là nhiều loại bệnh có thể. Vâng, đúng rồi, tại vì tôi có đưa gửi cho quý một cái PowerPoint thứ nhì, nhưng mà có lẽ cái này nó không nhận ra. Đó thì như vậy thì các bệnh và rối loạn có thể điều trị được bằng thiền định là bệnh mất ngủ, các chứng loạn thần kinh như lo lắng, trầm cảm và đặc biệt tái phát trầm cảm. Tại vì người ta đã nhận thấy với một phương pháp gọi là MBCT, tức là Mindfulness Based Cognitive Therapy, tức là một cái dạng của MBSR và đặc biệt dùng cho trầm cảm. Thì những cái người mà đã bị một cơn trầm cảm rồi đó, thường thường hay bị tái phát, tại vì cứ hay nhai đi nhai lại những cái ý tưởng mà gọi là bị ám ảnh bởi những cái ý tưởng mà nó đưa tới trầm cảm, cho nên là dễ bị tái phát. Thì nếu mà theo cái phương pháp thiền định mà trong 8 tuần thì sẽ giảm cái tỷ lệ tái phát đi một nửa. Như vậy thì có thể nói là cái phương pháp MBCT, tức là một loại MBSR mà đặc biệt cho trầm cảm, nó có công hiệu, có hiệu quả cho đến năm, làm giảm cái sự tái phát đi, cái khả năng tái phát đi đến 50%. Hoặc là bệnh stress sau chấn thương là một cái bệnh rất xảy ra rất thường xuyên, thì có thể làm giảm bớt được bằng thiền định. Hoặc là bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ em, cái này là một cái loại bệnh khá đặc biệt. Những trẻ em mà hay tăng động và giảm chú ý thì có thể dùng phương pháp này để điều trị được. Các rối loạn tiêu hóa như là hội chứng ruột co thắt, các rối loạn tim mạch như là tăng huyết áp, loạn nhịp tim, rối loạn tiền đình hay là thiên đầu thống, các bệnh da như là vẩy nến, psoriasis, chàm, eczema, dị ứng, bệnh hen suyễn, các bệnh đau mãn tính như là thoái hóa khớp, đau cột sống, các rối loạn hành vi ăn uống như là béo phì, các bệnh nghiện, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy, các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường loại 2 và các rối loạn gây nên bởi ung thư và các bệnh mãn tính khác nói chung.
Có một điều phải nhấn mạnh là thiền định phải được xem như một phương pháp trị liệu bổ túc, trợ giúp, chứ không phải là để thay thế các phương pháp y học chính thức đã được khoa học chứng minh là công hiệu. Thiền không chữa khỏi các bệnh mà có tổn thương rõ rệt như là ung thư, bị ung bướu chẳng hạn, thì thiền nó không làm giảm cái ung bướu, làm cho biến đi cái ung bướu, cái đó là rõ ràng là như vậy. Hoặc là hẹp hay tắc mạch, thiền nó không làm cho cái mạch máu nó giãn ra hay là nó không tắc nữa, ví dụ như vậy. Hay là suy tim, hay là suy suy thận, suy gan, vân vân, thiền nó không làm cho những cái cơ quan đó nó bình thường trở lại được. Nhưng mà nó chỉ làm thuyên giảm các rối loạn gây nên bởi sự căng thẳng thần kinh trong những hoàn cảnh bệnh tật đó. Thiền giúp cho thể trạng chung được khỏe mạnh hơn và nâng đỡ được tinh thần người bệnh. Và chúng ta biết là tinh thần là một yếu tố quan trọng trong sự chiến đấu chống lại bệnh tật. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Đình Hỷ. Như vậy thì có thể tóm tắt là khi mà chúng ta mắc một cái bệnh nào đó thì có thể nói đó là cái thân bệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải dùng những cái phương pháp đúng khoa học theo Tây y ví dụ như thế để mà điều trị cái thân bệnh đấy. Còn cái thiền thì nó có thể giúp chữa những cái tâm bệnh đối với những người mà mắc một lần cả hai thứ đó, hoặc là bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh nhiều hơn, thì cái thiền cũng có thể giúp chúng ta xử lý được những cái căng thẳng, lo lắng do bệnh tật, phải không ạ? Vâng. Và khi người ta khỏe mạnh, không bệnh tật gì, thì thiền định cũng có thể được xem là một phương pháp luyện tập tâm thức, cũng như là thể thao là một phương pháp luyện tập cơ thể. Đó. Thì từ khoảng vài chục năm nay tại Tây Phương, có một khái niệm mới xuất hiện, gọi là sự luyện tập tâm thân. Tiếng Anh gọi là Mind-Body Practice hay Mind-Body Training. Bằng những phương pháp kết hợp thân và tâm, không phải chỉ riêng thiền định, mà như yoga hay là thái cực quyền, khí công cũng vậy. Và các nghiên cứu khoa học về thiền định, mindfulness đã cho thấy có một số tác động của thiền tập trên tâm lý và não bộ, cũng như trên cơ thể tổng quát. Về cơ thể tổng quát thì thiền kích thích hệ thần kinh đối giao cảm và ức chế hệ thần kinh giao cảm. Chúng ta hiểu là trong các hệ thần kinh thì có một cái hệ thần kinh gọi là hệ thần kinh thực vật, neurovegetative, thì có hai hệ là giao cảm và đối giao cảm. Thì thiền kích thích hệ đối giao cảm và ức chế hệ giao cảm, và do đó gây nên giảm huyết áp, tim đập chậm hơn. Và ngoài ra thì thiền cũng có một ảnh hưởng ở trên sự bài tiết của hormone, tức là trên cortisol, chủ yếu là cortisol máu, làm giảm cái tỷ lệ cortisol trong máu đi. Và chúng ta biết rằng là khi mà cái stress nó kéo dài hoặc nó liên tục thì người ta thường bị cortisol nó gia tăng. Và do đó những cái hệ quả của cortisol gia tăng, tức là tăng huyết áp, tăng đường trong máu và làm loãng xương, tất cả những cái đó là những cái gọi là những cái tác dụng của gọi là tiêu cực của cortisol. Do đó nếu mà làm giảm được cortisol máu do thiền thì đó là một điều rất là tốt. Ngoài ra thì thiền cũng tăng miễn dịch, điều đó đã được chứng minh. Miễn dịch chống lại các vi khuẩn và chống lại tế bào ung thư. Và thiền cũng có thể tăng tuổi thọ bằng cách tăng cái tuổi thọ của các tế bào và của cơ thể nói chung. Đã có một cái nghiên cứu về hai nhóm người làm thiền định.
thì người ta đo cái gọi là cái thời gian mà kéo dài tuổi thọ mang lại bởi thiền đó, thì ta thấy là cái nhóm mà thiền định lâu ngày đó thì có tăng cái tuổi thọ được 7 năm rưỡi, trung bình là 7 năm rưỡi. Thì dĩ nhiên là mình cũng mất một thời gian để thiền, thì cái thời gian đó nó mang lại cho cái sự tăng tuổi thọ. Thì cái đó còn đang được nghiên cứu, nhưng mà người ta nghĩ rằng là thiền có thể tăng được tuổi thọ nói chung của các tế bào và của cả cơ thể. Còn đứng về mặt tâm não thì thiền định làm tăng bề dày của vỏ não ở một số vùng, mà đặc biệt là những cái vùng phía trước đó, trước trán, prefrontal, vỏ não, những cái vùng mà gọi là executive, cái vùng mà điều khiển. Và như vậy tức là có thể làm chậm đi cái sự lão hóa của não. Tại vì thường thường với tuổi thì cái bề dày của vỏ não nó giảm đi dần dần, cái não, cái vùng nó gọi là bề dày, cái vùng nó gọi là vỏ não, tức là cái chất xám đó, nó teo teo dần đi. Thành ra cái người già là cái vấn đề nó là teo chất xám, và những cái liên kết giữa các vùng nó cũng kém đi nữa. Cho nên là thiền nó có thể làm tăng cái bề dày của vỏ não và tăng những cái liên kết, là một điều rất là tốt để đứng về mặt sức khỏe. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Để em giải thích, em xin nói thêm một xíu để cho một số anh chị không phải là trong ngành y ấy, họ hiểu được những cái hình này. Tức là mình hãy nhìn cái hình bên trái phía trên là cái hình MRI não, nhưng mà nhờ cái công cụ mà bác sĩ Trịnh Đình Thị vừa chia sẻ, tức là functional MRI, tức là mình biết được cái chức năng của cái hoạt động của não cũng như là các cái liên kết giữa các cái vùng với nhau, gọi là các cái bó thần kinh đấy. Bây giờ người ta đã có thể khả kiến hóa đó, làm cho nó nhìn thấy được qua những cái hình như trên góc bên trái ở trên, ở bên phải ở trên, những cái bó màu tím, màu đỏ này đấy ạ. Thì bác sĩ Hì đang nói về cái ảnh hưởng của thiền định trên những cái vùng đặc biệt của não như vậy đấy ạ. Đó thì tiếp theo thì có một cái vùng mà nó gọi là vùng hạnh nhân. Hạnh nhân amygdala là một cái vùng rất là quan trọng. Nó thuộc vào vòng viền, tức là cái vòng mà gọi là cảm xúc đó. Và nó là cái điểm khởi đầu của các cảm xúc như là sự hãi sợ, hay là những cái kích thích mà gây nên bởi stress. Chẳng hạn như bây giờ không phải chỉ riêng một con người, nhưng mà một con động vật nào cũng vậy. Khi có một cái sự đe dọa nào, ví dụ như một con nai mà nó nghe cái tiếng gầm của một con sư tử đó, thì bỗng nhiên cái amygdala nó kích thích luôn, và nó gây nên một cái phản ứng mà người ta gọi là fight or flight, tức là hoặc là chống lại hoặc là chạy. Thì dĩ nhiên là một con nai thì nghe thấy tiếng gầm thì nó chạy thôi, chứ nó không có thể nó chống lại được. Nhưng mà nói chung nó là cái phản ứng của một động vật, bất cứ một động vật nào trước một cái sự đe dọa nào đó, là nó khởi đầu từ cái amygdala, từ cái hạnh nhân. Và do đó thì hạnh nhân là một cái cơ quan, một cái vùng rất là quan trọng để nó gây nên một cái phản ứng hoặc là tiêu cực hoặc là tích cực. Ngay cả phản ứng tích cực cũng cần phải có cái hạnh nhân, cái mà stress, mà nó gọi là stress nhưng mà nó gây nên một cái phản ứng tích cực, thì cũng bắt đầu từ amygdala. Thì cái mà điểm mà người ta nhận thấy là cái hoạt động của hạnh nhân nó giảm đi trên những người thiền lâu năm, và càng thiền lâu, càng có nhiều kinh nghiệm thiền, thì cái hoạt động của amygdala, của hạnh nhân, nó lại càng giảm đi, nó lại càng ít đi. Còn về
nhận thức. Còn về nhận thức thì thiền định gia tăng sự chú ý và sự tập trung. Tức là với sự tập luyện thiền định thì người ta càng ngày càng dễ dàng chú ý một cách dễ dàng hơn và tập trung tư tưởng một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà cái quan trọng là về vấn đề cảm xúc thì thiền định mang lại cái sự gia tăng, sự đồng cảm, tiếng Anh gọi là empathy, đồng cảm, tức là như là lòng từ, mình có thể gọi là như vậy, lòng từ đối với lại đồng loại, đối với các động vật, các thứ. Và đồng thời thiền mang lại sự điều hòa tính khí, tức là cái nó tính khí, tiếng Pháp là humeur đó, nó làm cho người ta vui tính hơn, cảm thấy an vui, lạc quan hơn. Những người mà thiền định lâu năm thì thường thường ra có một cái cảm tưởng là thấy trong lòng thường thường nó an vui, nó lạc quan hơn. Đó là dạ cái vâng. điểm chọn. Dạ vâng, xin cảm ơn cái chia sẻ rất là thú vị của bác sĩ Trần Đình Thị ạ. Thì cũng đúng lúc là trên cái livestream của chúng ta và trong phòng Zoom cũng có người hỏi về cái lợi ích như vậy, thì chúng ta cần phải đầu tư bao nhiêu thời gian và tập như thế nào, khoảng bao lâu thì chúng ta mới có thể có những cái lợi ích của thiền định một cách rõ rệt ạ? Thường thường thì đối với các nhà khoa học thì kinh nghiệm thiền định được ước lượng bằng số giờ thực hành. Chẳng hạn như người ta nói là muốn gọi là người là hành thiền mà có nhiều kinh nghiệm, tức là lão thành đó, thì phải trên 10.000 giờ. Mà 10.000 giờ đó không phải là dễ. Tức là phải thiền mỗi ngày một tiếng trong gần 30 năm. Dĩ nhiên là không phải ai cũng có thể đi tới kết quả đó được. Nhất là nếu mình bắt đầu thiền muộn thì đợi 30 năm mới tới mức 10.000 giờ thì cũng hơi khó. Thế nhưng mà tuy rằng cái lợi ích của thiền định nó gia tăng với kinh nghiệm, thế nhưng mà cái điều mà mình có thể nói là gọi là an ủi cho mình đó, là cái kết quả mà thiền đó, nó tồn tại rất là lâu. Tức là không phải chỉ riêng trong những cái buổi thiền tập mà người ta cảm thấy an vui, an lạc, mà ngay cả sau đó. Đó là một. Cái thứ nhì nữa là những cái đổi thay về, nhất là về cảm xúc đó, nó có thể xuất hiện rất là sớm, ngay từ một tuần sau khi bắt đầu thực hành. Một tuần 10 ngày sau đã có những cái dấu hiệu mà khoa học đã đo được. Chứ không phải là đợi nhiều năm tháng sau mới có kết quả. Và một điều cũng thú vị là người ta cứ, trước kia người ta cứ nghĩ là phải thiền rất là lâu. Mỗi lần ngồi thiền là phải 2-3 tiếng đồng hồ. Có những cái vị thiền sư, nhất là cái phái gọi là thiền sư trong rừng, phái nguyên thủy, nhiều khi họ ngồi thiền rất là lâu, 3-4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà các nghiên cứu khoa học thì lại cho biết rằng thời gian của mỗi buổi thiền tập khoảng 30 phút là đủ. Vì kéo dài hơn không mang lại thêm lợi ích gì, mà có thể làm cho mệt mỏi thêm. Cho nên là cái quan trọng không phải là kéo dài những cái buổi thiền, mà tập thiền một cách đều đặn. Thay vì ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ một lần một tháng, mỗi lần một tháng, mỗi tháng một lần, xin lỗi. thì mình thiền mỗi ngày nếu được chỉ cần 15-20 phút thôi là còn hơn là ngồi thiền 3-4 tiếng trong mỗi lần một tháng. Vâng. Dạ, thành xin ra cảm vì ơn vậy thầy cho rất nên nhiều. nếu không thiền được mỗi ngày thì ít ra cũng 2-3 lần một tuần. Dạ. Nhưng mà như vậy thì trong cái kinh nghiệm của thầy thì thầy đã bắt đầu thiền từ mấy tuổi rồi, gia tăng cái khoảng cách của mình như thế nào ạ?
cái thời gian của mình như thế nào? Về cái ngồi thiền thì tôi không phải là gọi là một người thiền đều đặn, nhưng mà cái mà tôi cố gắng đó là giữ cái tinh thần thiền trong trong cái đời sống hàng ngày, thì lát nữa mình sẽ nói. Nhưng mà nói về 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 bản thân tôi đó, thì vì cũng như nhiều người đã, vì đời sống cũng gọi là bận rộn nhiều đó, cho nên là không có như là được như các vị tăng sĩ ví dụ như vậy, thì họ có nhiều thì giờ hơn, thì họ có thể ngồi thiền lâu hơn. Dạ Thì vâng. cái đó thì cũng là tùy cái hoàn cảnh của mỗi người. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và như cái chia sẻ vừa rồi thì rất là nhiều anh chị cũng sẽ rất là muốn hỏi thêm là cái người mà để tập thiền một cách hiệu quả có cần phải là một cái người có gốc gác là biết hiểu biết về Phật giáo hay không? Thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm về mặt thực hành thiền thì một cái buổi thiền tập thường xảy ra như thế nào và mình nên tập một mình hay là tập cùng với bạn bè vào lúc nào trong ngày ạ? Không cần phải theo đạo Phật mới là thiền được, thì cái đó là một điều chắc chắn là như vậy. Hiện giờ khoa học đã cho thấy rõ là cái thiền bây giờ được xem là một cái thiền thế tục, tức là tập thiền nó là không phải là một vấn đề tôn giáo mà là vấn đề thế tục. Tập thiền là một cái luyện tập tâm mà ai cũng có tâm hết, dù là người Công giáo hay người Hồi giáo hay là người không có đạo giáo gì cũng đều có tâm hết. Cho nên là luyện tập tâm thì không cần phải là theo đạo Phật mà không cần theo đạo nào hết. Còn về vấn đề thực hành đó, thì người ta có thể thiền định một mình hoặc là cùng với một nhóm bạn thiền hoặc là cả hai. Chẳng hạn như trong chương trình MBSR đó, mà tôi nói lúc nãy đó, là một cái chương trình tập luyện thiền trong 8 tuần. Thì người ta mỗi một ngày tập luyện riêng ở nhà một mình trong 30 hay 45 phút. Và mỗi một tuần thì có một buổi tập luyện cùng với lại nhóm dưới sự hướng dẫn của một người dạy thiền trong 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Đó. Thì cái phương pháp đó là một phương pháp rất hay vì nó có cả hai, cái phần thiền một mình và cái phần thiền với nhóm. Thì cái lợi ích của thiền cùng với nhóm là truyền cái mà người ta thường gọi là năng lượng cho nhau, khuyến khích nhau và trao đổi kinh nghiệm vào buổi cuối cuối buổi thiền. Và thời điểm tốt nhất đó để thiền đó là sáng sớm hoặc là buổi chiều, tránh thiền sau khi ăn hoặc là trước khi đi ngủ. Sau khi ăn là tại vì thường thường là mình có một cái hơi buồn ngủ sau khi ăn đó. Và trước khi đi ngủ là nhiều khi thiền nó mạnh quá thì mình cũng khó ngủ sau đó. Đó. Còn thiền thì có thể làm ở trong nhà hoặc là ở ngoài trời giữa thiên nhiên cũng được. Cái điều quan trọng là phải có sự yên lặng và càng ít sự kích thích bên ngoài càng tốt. Về chuyện mặc quần áo thì nên mặc rộng rãi, đừng có bó sát, đừng có mặc jean chẳng hạn, kéo sát và mặc cái thắt lưng chặt bụng này kia, khó thở này kia. Làm thế nào cho cái thân thể nó thoải mái, mặc bộ đồ làm sao cho không nóng quá, không lạnh quá. Còn về tư thế thì thiền ngồi là thuận tiện nhất. Từ xưa nay người ta luôn luôn nói là tọa thiền. Người Nhật gọi là zazen đó. Za tức là tọa, tọa thiền là thuận tiện nhất. Vâng, để em Nhưng share cũng lại có cái thể slide của thầy thiền, ạ. đó. Nhưng cũng có thể thiền trong khi đi lại, gọi là thiền hành. Nên tránh thiền nằm là tại vì cái tư thế thiền nằm nó quá thả lỏng, cho nên là người ta dễ buồn ngủ rất là nhanh. Ngồi một thời nằm một thời gian mà thiền thì sẽ ngáy ngáy khò khò luôn. Vâng, em cũng Tư có một cái câu hỏi về cái phần là tránh những cái kích thích xung quanh đấy.
Nhưng mà thực sự Dạ. là khi mà nó yên tĩnh quá thì mình bắt đầu chú ý kích thích tế bào trong cơ thể của mình, ví dụ như là thấy chỗ này nó ngứa này, hoặc là chỗ này nó đau hay là gì đó, thì không biết là mình nên gọi là let it go để cho cái cảm xúc nó ra đi như thế nào, mình không có phản ứng với nó, thì thầy có cái lời khuyên nào cho những người bắt đầu tập không ạ? Về cái chuyện mình ngứa ngáy hay là mình đau này kia đó thì cái đó là chuyện nó thường thường xuyên xảy ra thôi. Như cái khó đó là làm thế nào mình đừng có bận tâm vì nó quá. Tại vì khi mà mình bắt đầu bận tâm, mình cố gắng, mình đau mà mình vẫn cố chịu, hay là mình ngứa mà mình vẫn cố chịu, thì tới một lúc nào đó mình chịu không nổi nữa. Thì trong tất cả cái thời gian mà mình cố gắng, mình gồng mình lên, mình chịu đó, khó chịu đó, thì dĩ nhiên là mình không thiền. Thành ra lúc đó thiền cũng vô ích. Thì do đó mình nên làm thế nào hết sức thoải mái, tức là ngứa chẳng hạn thì mình gãi một chút cho xong. Còn nếu mà đau đó thì tại vì mình ngồi mình đè và các cái mạch máu để nó đi tới thiếu máu thì nó đau vậy thôi. Nó thành ra mình duỗi chân ra một chút cho nó hết đau vậy thôi, thế là một sau đó mình ngồi lại. Tức là làm thế nào để cho cái thân thể mình nó hoàn toàn thoải mái thì lúc đó mình có thể mình gọi là chăm sóc cái tâm của mình được. Mình chú tâm vào cái tâm của mình. Còn nếu mà chừng nào cái cơ thể mình nó còn rầy rà mình đó, thì mình sẽ không bao giờ mình thiền đàng hoàng được. Đó. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Còn trở về với cái tư thế thiền đó, thì cái tư thế thiền ngồi thông dụng nhất là xếp bằng, gọi là kiết già, hoặc là ngồi bán già, tức là một chân để trước chân kia, tại vì không phải ai cũng có thể xếp được hai chân được, như là cái cô ngồi bên phía tay trái này này, ngồi hai chân xếp như vậy là phải phải từ từ lâu tập từ hồi nhỏ, hoặc là người cũng có thể gọi là mềm dẻo lắm thì mới được, chứ còn bắt đầu tới một cái tuổi nào đó thì không phải là dễ. Nó thành ngồi bán già trên một tọa cụ. Cái quan trọng là phải có một cái tọa cụ để mình ngồi cho cái lưng nó thẳng. Tại nếu không có cái tọa cụ để dưới dưới mông đó thì người nó sẽ cong lưng, và cong lưng thì một hồi nó sẽ đau. Thành do đó là để cái tọa cụ, tiếng Nhật gọi là gia phu, như là trong hình này đó, thì nó sẽ làm cho cái lưng nó thẳng. Cái lưng thẳng là điều rất là quan trọng, và ngồi thế nào cho người nó cân đối. Còn nếu không thì ngồi trên ghế cũng được, không có vấn đề gì. Còn tay thì để thả thả lỏng trên đùi, hoặc là đặt trên nhau trước mặt. Mắt thì nhắm hoặc là hé mở, nhìn dưới đất trước mặt khoảng một thước rưỡi. Hơi thở thì đều và nhẹ và chậm, không thành tiếng. Và nếu cần nháy mắt hoặc là nuốt nước bọt thì cứ tự nhiên, đừng có ngại ngần gì hết. Đó Vâng, thì xin cảm là ơn bác cái sĩ. đó là Không biết cái là chính. trong webinar của mình vừa có ai vừa nghe thầy giảng vừa bắt đầu thử hành thiền luôn không ạ? Dạ, xin mời mình mời mọi người qua một cái phần tiếp theo của thầy ấy ạ. Là có rất là nhiều cái loại thiền định, bây giờ em Google ra cũng rất là nhiều thứ, thì không biết thầy có thể chia sẻ thêm về các cái loại nó khác nhau như thế nào, rồi người bắt đầu thì nên tập cái gì không ạ? Thì mình có thể chọn một trong ba loại thiền mà đã được khoa học phân định. Cái thứ nhất là thiền chú ý tập trung, tiếng Anh là focus attention. Tức là tập trung chú ý vào một điểm và không rời nó ra nữa. Và điểm thường dùng nhất từ xưa cũng như nay là hơi thở. Hơi thở là cái điểm mà dễ dễ dùng để tập trung nhất, và đa số những người tập thiền nhất là ban đầu là đếm hơi thở. Thì đầu tiên là mình hít vào, mình đếm nhẩm trong đầu là một, thở ra một, hít vào đếm nhẩm hai, thở ra hai, rồi như vậy đến tận 10. Xong sau đó mình lại bắt đầu lại từ một cho đến 10. Thế nếu mà tới lúc nào đó mình quên, không biết là mình tới số bao nhiêu, thì mình lại bắt đầu lại từ một, vân vân. Và sau một thời gian mà đã quen đếm hơi thở rồi thì lúc đó mình có thể không cần đếm nữa mà chỉ cần chú ý vào hơi thở thôi.
tức là mình cảm thấy hơi thở vào ra trong mũi và bụng phồng lên xẹp xuống với hơi thở. Điều quan trọng là mỗi khi nhận ra tâm mình bắt đầu sao lãng, bắt đầu nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn là nghĩ đến chuyện ăn uống, đi chợ, nghĩ đến chuyện bạn bè, bà con này kia, thì tự nhiên là mình phải kéo ngay cái sự chú ý trở về với hơi thở. Đó. Thì lúc đầu là rất khó, thế nhưng mà dần dần quen rồi thì sau đó thì không có vấn đề nữa. Cái thời gian mà gọi là tâm nó sao lãng, nó lang thang, càng ngày nó càng ít đi. Mình cũng có thể chọn tập trung nghe tiếng động, tức là theo dõi các tiếng động nghe thấy trong từng giây phút. Nhưng mà đừng theo theo dõi nó, nắm bắt nó, đừng có suy nghĩ về nó, đừng có phê phán về nó. Ví dụ mình nghe thấy tiếng 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 đóng cửa ở ngoài hay là tiếng xe chạy ngoài thì mình chỉ nghe cái đó thôi, chứ mình không có chạy theo, mình không có phê phán, chỉ nghe vậy thôi, chú ý và nghe. Nên một khi mình đã chọn cái tập trung vào tiếng động. Còn cái loại thứ hai đó gọi là theo dõi mở rộng, ở tiếng Anh là open monitoring, thì lúc đó người ta không tập trung sự chú ý vào một chủ đề nữa mà chỉ cần quan sát những gì xảy ra trong tâm mình thôi. Tức là mình quan sát, mình nhận biết như là một người nhìn từ bên ngoài, một người nhìn một cách khách quan, mình tự xem xét mình từ bên ngoài. Cái đó gọi là meta awareness, tiếng Anh gọi là meta awareness. Và không có phê phán, không có để nảy sinh ra một cái cảm xúc và không có tưởng tượng thêm gì hết. Cái khó là làm thế nào mà mình theo dõi những gì xảy ra trong tâm mà không để tâm lang thang. Tại vì nếu mà mình để tâm lang thang, tức là mình không còn điều khiển nó nữa. Tự nhiên mình đang nghĩ đến một cái chuyện này, mình đang theo dõi nó, tự nhiên cái đầu óc mình lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn ở đâu đâu đó, thì lúc đó chạy sang tâm lang thang. Thành ra cái phương pháp này nó không phải là dễ. Cái phương pháp mà gọi là theo dõi mở rộng này không phải là dễ. Dạ, em thấy là một số bệnh nhân, ví dụ như là trong ngành của em là bệnh nhân ung thư đi, thì ví dụ họ thấy hơi đau chỗ này, tức là họ bắt đầu liên tưởng là không biết là ung thư nó có nhảy đến chỗ đó chưa, và họ rất là lo lắng, và để cái thâm lang thang đấy nó gọi tiếp cái lo lắng khác. Thì đúng như thầy nói, nếu mà mình tập, mình điều khiển được, mình kiểm soát được cái cảm xúc này qua cái theo dõi mở rộng ấy, thì rõ ràng là nó có tác dụng rất là tốt đối với những bệnh nhân mà hay lo lắng, phải không ạ? Đúng rồi, đúng vậy. Đúng vậy. Thì có một cái phương pháp theo dõi là nó gọi là scanning, scanning cơ thể. Tức là mình dùng cái tâm của mình chú ý vào một cái bộ phận ở trong cơ thể mình. Thế nhưng mà mình không thêm bớt cái gì hết. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi thiền đây, tôi bảo bây giờ tôi scanning, tôi nghĩ cái chỗ nào mà nó đang ngứa. Thì tự nhiên mình thấy có một cái chỗ đang ngứa, mình biết nó ở nhờ cái mông bên tay phải chẳng hạn. Đó. Xong sau đó mình bảo thôi bây giờ tôi nghĩ tới cái chân bên tay trái, cái gót chân bên tay trái. Đó. Sau đó tôi nghĩ tới bên tai bên tay phải, nó cảm thấy cái gì? Hay là ở cái chỗ mà nó đụng tới cái chỗ đang đeo cái tai này chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thành ra cái đó là cái nó gọi là scanning, tức là mình điều khiển cái sự chú ý của mình vào một cái nơi nào trong cơ thể của mình. Mình chạy một vòng đi từ chỗ này đến chỗ kia, nhưng mà mình hoàn toàn chủ động. Mình không để tâm gọi là lang thang nó lôi kéo mình đi, nhưng mà mình hoàn toàn mình chủ động. Thì cái đó nó vẫn là ở trong cái gọi là theo dõi mở rộng, open monitoring của cái sự chú ý của thiền định. Còn cái loại thứ ba là quán từ bi, tiếng Anh là loving kindness. Cái loại thiền này thì thường dùng trong đạo Phật Tây Tạng. Những người tu sĩ Tây Tạng hay dùng cái quán từ bi này. Nó có đặc điểm là nó liên quan đến cảm xúc nhiều hơn là nhận thức. Affective nhiều hơn là cognitive. Và hành giả gửi, lúc đó thì mình nghĩ đến trước hết là những người thân của mình,
mình gửi đến cái tình thương của mình đến những người thân của mình, người thân nhất của mình. Rồi sau đó những cái người 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 liên quan bạn mình, những người quen của mình, rồi những người xa lạ hơn, mỗi ngày một rộng ra ở trong xã hội, trên thế giới, rồi thương cả những động vật với các thứ nữa. Thì cái đó là cái sự gieo rải tình thương đó, cái quán từ bi đó, nó cũng có những cái hậu quả rất tốt, những cái hiệu quả rất tốt trên trên đứng về mặt cơ thể và tâm thức của mình. Như vậy thì mỗi người có thể tự chọn cái loại thiền thích hợp nhất với mình. Có những người thích quán từ bi hơn là tập trung. Có những người thích loại theo dõi mở rộng hơn, ví dụ như vậy. Thì như vậy trong một buổi thiền tập mình cũng có thể dùng các loại thiền khác nhau. Chẳng hạn như mình quyết định trong 10 phút đầu đó mình tập trung, xong sau đó 10 phút sau mình quán mở rộng, mình làm cái scanning cơ thể, xong rồi 10 phút cuối là quán từ bi, ví dụ như vậy. Đó thì hoàn toàn mình chủ động, mình là chủ của cái tâm mình, mình có quyền, mình hoàn toàn mình điều khiển cái tâm mình. Vì vậy cho nên là cái thiền nó có một cái sức mạnh của cái thiền, nó là cái sự tự do chọn lựa của mình. Mình là người trách nhiệm là điều khiển cái tâm mình, chứ không cần phải ai khác. Chứ còn những cái người mà theo những loại thiền mà có một cái người gọi là điều khiển đó, cứ ngồi nói làm thế này thế kia này kia, thì nhiều khi nó là một cái hình thức của cái nó gọi là hypnosis, tức là một hình thức thôi miên. Chứ không phải là thiền. Người thiền đúng ra là hoàn toàn trong im lặng, tự mình điều khiển hoàn toàn cái tâm của mình. Vâng, xin rồi cảm cuối, ơn những cuối 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 thiền thì mình sau khi xả thiền á, tức là hết ngừng thiền á, thì mỗi người tự xoa bóp thân từ đầu đến chân để cho cơ bắp nó thư giãn và máu lưu thông trở lại. À, như vậy là em có thể hình dung, mọi người có thể hình dung là cái buổi thiền nó cũng bắt đầu từ khởi động rồi chạy đà rồi các kiểu, nhưng mà cuối cùng là mình cũng phải có một cái bước xả thiền để cho chúng ta về lại với hiện tại, phải không ạ? Vâng, thế thì có một độc giả hỏi thầy là tới khi khi nào thì chúng ta không nên hành thiền, và có tức là có một cái chống chỉ định nào ở đây không ạ? Các nghiên cứu khoa học đó thì cho biết rằng là thiền mindfulness này không có bao giờ gây nên tác dụng phụ và không có chống chỉ định, tức là có thể áp dụng được trong mọi trường hợp và từ trẻ em cho đến người cao tuổi. Chỉ cần có khả năng là giữ yên lặng trong một khoảng thời gian thôi. Và cái điều cốt yếu đó là chánh niệm, tức là giữ tâm trong hiện tại, chú ý vào những điều mình đang cảm nhận, đang suy nghĩ, đang làm. Vì vậy cho nên là trong trường hợp mà bị quá bận rộn trong đời sống thường nhật đó, không cho phép ngồi thiền đều đặn, thì người ta có thể, mỗi khi có thể được, tập trung sự chú ý vào một việc làm. Dù là cái việc làm đó nó nhỏ nhoi, tầm thường đến đâu chăng nữa. Chẳng hạn như là quét nhà, hay làm vườn, hay là làm bếp, hay là dọn dẹp, hay là cả những ăn uống, vệ sinh, những cái việc mà rất là thông thường đó. Chẳng hạn như ăn uống, thì như là thầy là Nhất Hạnh ở Làng Mai, và thầy Trúc Lâm Thanh Từ cũng vậy, dạy là trong khi mình ăn uống đó, nhiều khi là mình ăn mà vội vã, mình và xong rồi vừa ăn vừa đọc sách, hay là vừa ăn vừa nói chuyện này này kia, không có để ý những cái chuyện mình ăn. Ăn mà mình không biết là mình ăn cái gì, không thưởng thức được cái vị ăn, món ăn, mà cũng không không ăn nhai cho nó kỹ để cho nó tiêu hóa cho nó dễ, vân vân. Cái đó là cái rất dở của mình. Cho nên là nhắc lại là chánh niệm trong khi ăn, tức là trong khi mình ăn, mình nghĩ rõ ràng là mình đang làm cái gì, mình đang ăn cái gì. Đó. Lúc nào cũng phải chánh niệm, tức là
miễn là chú ý đến việc mình làm, ý thức được trọn vẹn những gì đang xảy ra trong tâm mình. Thì cái đó chính là cái sự sống trong sự tỉnh thức, hay là chữ tỉnh giác, ở trong đạo Phật hay dùng chữ tỉnh giác, hay là tỉnh thức, nói một cách nôm na là sống trong sự tỉnh thức. Thì cuối cùng để trong trong kinh á, tôi xin kể lại chuyện của một bà cụ già. Trong kinh có kể lại là có một cụ già tới gặp Đức Phật và xin Ngài dạy cho tập thiền. Thế nhưng mà cụ lại bị thoái hóa khớp xương, cho nên cụ không thể ngồi thiền lâu được. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với cụ là bây giờ cụ cứ về đi, về nhà đi. Nhưng mà mỗi khi cụ làm một việc gì thì cụ nhớ chỉ chú tâm tới việc đó thôi. Chẳng hạn như là khi ra giếng mà kéo gầu nước lên thì cụ hãy cảm thấy rõ tay nắm lấy dây thừng, sức nặng của gầu nước khi mà cụ nhấc cái gầu, kéo cái gầu lên. Đó, và cụ nhìn rõ cái miệng giếng, cái gầu với cả thứ. Tức là trong mỗi việc làm, và khi cụ cầm chổi quét nhà cũng vậy, cụ cầm kỹ cái chổi, cụ quét đúng chỗ. Đó, khi cụ giặt giũ hay khi cụ làm bếp cũng vậy. Thì cái sự chú tâm vào từng việc làm đó chính là chánh niệm, chính là thiền định, chứ không có gì khác. Nếu mà tất cả mọi người đều chú tâm vào những việc gì mình làm, và chú tâm là những cái gì xảy ra trong mình, cái đó cũng rất quan trọng, thì cái đó chính là thiền định. Và cái đó nó dẫn tới rất xa. Ví dụ như khi mà người ta bắt đầu nổi cơn giận lên, nếu mà mình ý thức được, cái đó cũng là vấn đề chú tâm nữa. Nếu mà mình ý thức được là đó, mình đang giận, đang nổi lên giận đó, đang nổi lên giận đó, thì lúc đó mình tìm cách mình chú tâm vào hơi thở. Mình ngừng lại một cái, xong mình hít vào, mình thở ra từ từ này kia, thì cái cơn giận nó từ từ nó biến mất. Rất nhiều cái thiền, có thể nói là nếu mà dùng cái chữ chánh niệm áp dụng vào thiền đó, thì nó rộng vô cùng. Tỉnh thức và chánh niệm nó rộng vô cùng, chứ không phải chỉ riêng ngồi thiền mới là chánh niệm và tỉnh thức. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hiền ạ. Trong cái webinar và livestream ngày hôm nay thì có khá nhiều anh chị quan tâm tới cái vấn đề là ứng dụng thiền cho trẻ em đang bị cái rối loạn tăng đồng hoặc là tự kỷ đấy ạ. Thì không biết là khi mà các trẻ mà có cái rối loạn tăng đồng thì làm thế nào để cho các em tập cái thói quen là tập chú ý vào chính mình và hoặc là thử hành thiền, thì không biết là bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm ở trẻ em không ạ? Thật ra tôi không có cá nhân không có cái kinh nghiệm đó, nhưng tôi biết là cái đó là một trong những cái áp dụng của cái phương pháp MBSR đó. Cái bệnh nó gọi là tiếng Anh gọi là hyperactivity deficit attention disorder, tức là vừa thiếu thiếu tăng động giảm chú ý, tăng động giảm chú ý, mà trẻ em bị nhiều lắm. Và không những ở trẻ em mà cái đó nó còn ảnh hưởng lên trên người lớn đó, tại vì khi mà những trẻ em đó nó lớn lên đó, thì nó còn lại. Thành ra rút cục ra người ta nói là trong xã hội thì dường như 2,3% của người lớn đó, là bị cái đó, từ hồi nhỏ đã bị, xong vì sao nó còn tiếp diễn. Thì như vậy cũng chứng tỏ là có thể tập để cho nó bớt đi. Và nếu tập mà để cho bớt đi bằng thiền chánh niệm, bằng mindfulness, thì rốt cục ra nó cũng ở trong cái ba cái cách tập luyện mà như tôi nói lúc nãy đó, tức là tập trung, chú ý tập trung, quan sát và quan sát mở rộng và quán từ bi. Thế nếu mà chú ý tập trung có lẽ là cái dễ nhất, tập cho em bé đếm hơi thở, nhưng giải nghĩa cho nó tại sao.
Tại sao tự nhiên bắt đếm như hơi thở, ngồi yên lặng để mà đếm hơi thở? Hay là nếu không thì tìm một cách nào không hẳn là thiền, nhưng mà cho nó một cái loại hay cái trò chơi gì đó mà nó bắt nó chú ý, cứ tập dần 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 thì nó nếu nó thích, nó thấy cảm thấy thích và nó thấy cảm thấy cái sự chú ý đó nó có thể gia tăng được bằng cái những cái sự tập luyện đó thì dần dần nó sẽ chịu. Chứ còn bây giờ mà bảo nó ngồi yên lặng mà một khi nó đã gọi là tăng động như vậy mà ngồi bắt nó ngồi yên lặng ngay thì sợ là rất khó. Thành ra tôi phải nghĩ là phải có một cái dùng cái hình thức nào nó hợp hơn đối với bé bị tăng động. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Tiếp theo chương trình thì em cũng xin mời một cái vị khách đặc biệt ngày hôm nay, đó là bác sĩ Phạm Vân Ngọc. Thì như em cũng có kể trước với thầy và mọi người ở đây có lẽ cũng đã biết tới cuốn sách Giải phóng ung thư bằng sức mạnh tâm trí. Thì cũng rất là tình cờ là bác sĩ Ngọc cũng đã cùng với đồng nghiệp chia sẻ dịch ra cái cuốn sách này để mình xem màn hình luôn ạ. Và mọi người có thể xem cái sách này qua cái website riêng của các tác giả. Thì nó cũng đến từ cái câu chuyện của việc ứng dụng thiền để giúp cho bệnh nhân ung thư bớt có lăng tăng hoặc là tâm lang thang và giải tỏa được những cái vấn đề khác trong cái cuộc sống. Thì hôm nay chương trình cũng rất là hân hạnh mời được bác sĩ Vân Ngọc, cũng là một bác sĩ nội soi, biết tiếng thầy Đình Hỷ rất là lâu rồi và cũng đã có thực hành thiền ở trong đời sống của mình. Thì xin bác sĩ Ngọc có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết là cái quá trình mình đến với thiền như thế nào và gặp những cái trở ngại gì trong cái quá trình tiếp tục không ạ? À, xin cảm ơn bác sĩ quý. À, xin được xin phép được em rất là cảm ơn cái bài chia sẻ của thầy, những kiến thức hoàn toàn là khoa học về thiền định. Và em xin được chào các cô bác anh chị và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thì thực sự là rất là cảm ơn bác sĩ quý và y học cộng đồng đã cho mình một cái cơ hội được chia sẻ về những cái trải nghiệm cá nhân cũng như là cái con đường mình đã đến với thiền và cái vai trò của thiền đối với cá nhân mình cũng như là một số cái việc mà mình cũng đã mong muốn lan tỏa những cái giá trị của thiền đối với sức khỏe như thế nào. Thì cũng là một cái, nếu như trong đạo Phật thì gọi là nhân duyên ạ, tức là trong đời thường mình thì gọi là một cái cơ hội hay một cái hoàn cảnh nào đó mà mình cũng được biết đến thiền. Thì xuất phát là từ một người cũng khá là hay kiểu khoa học và bằng chứng nên không dễ dàng gì mà tin những cái thứ mà mình không nhìn không sờ thấy. Thế thì khi mà mình cũng có những cái vấn đề về sức khỏe mà mình cần phải tìm cái cách để mình giải thoát và đặc biệt là cái sức khỏe về mặt tinh thần nhé. Đấy, thế thì lúc đấy thì mình cũng phải đi tìm và lên trên mạng thì mình tìm những cái cách mà để mình giải quyết cái vấn đề của mình thì thấy nói rất nhiều về thiền. Đó, và thực ra thì mình cũng tìm từ những cái kênh khoa học chứ cũng không từ tôn giáo đâu. Thế thì khi mà tìm hiểu về các cái giải pháp mà để hỗ trợ cho mình á, thì mình cũng thấy họ nói nhiều quá, nói rất nhiều về thiền và lúc đấy mình cũng bắt đầu tìm hiểu về thiền. Và khi mà mình tìm hiểu về thiền thì mình cũng thấy mông lung lắm. Tại vì lần đầu tiên mà cho nên là mông lung lắm, mà xung quanh mình lúc đấy có ai thiền mấy đâu. Thế nên là cũng phải mất một chặng đường dài thì khi mà mình tìm hiểu thì mình có một cái suy nghĩ là thế này thì những người bệnh nhân ung thư cũng chắc là sẽ cũng có rất nhiều vấn đề về về tinh thần, về sức khỏe tinh thần và cũng cần phải giải quyết. Thế là mình cũng có một cái cơ duyên mình gặp một cái cuốn sách mà như bác sĩ quý vừa chia sẻ đó. Thì cái cuốn sách này nó dựa trên nền tảng của cuốn MBSA mà như thầy Hỷ vừa mới trình bày lúc nãy của giáo sư John Kabat-Zinn. Và cái cuốn sách này thì sau đó, tức là giáo sư John Kabat-Zinn xây dựng cái chương trình MBSA từ năm 79, thì đến năm 97 là cô Linda Ekansson và Michael Speca từ hai nhà tâm lý học của Viện Trung tâm U bướu Tom Baker của Canada là những người mà đã bản thân đã trải nghiệm thiền và các chuyên gia đã thấy cái tác dụng của thiền trên chính cơ thể của mình. Và khi đấy thì các chuyên gia cũng mong muốn làm sao đấy mà có thể xây dựng một chương trình cho người bệnh ung thư.
Thế thì trên cái hành trình mà bắt đầu xây dựng cái chương trình cho người bệnh ung thư thì hai tác giả đã gặp được cái chương trình MBSA của John Kabat-Zinn và sau đó thì xin phép là được chuyển tải và điều chỉnh để cho phù hợp với bệnh nhân ung thư và cái chương trình MBCR, chương trình thiền chánh niệm dành cho bệnh nhân ung thư cũng dựa trên nền tảng của chương trình MBSA. Thế thì cái chương trình đối với bệnh nhân ung thư thì cái cuốn sách này khi mà em cùng với các bạn đồng nghiệp dịch sang tiếng Việt thì cái thời điểm đó trước COVID ạ, lúc đó thì nói đến thiền chánh niệm là mọi người rất là không có cảm thấy nó rất là xa lạ, cũng như là thầy Hỷ nói ban đầu đấy ạ, mọi người cũng nghĩ là về tôn giáo rồi cái gì đó huyền bí là nó không có bình thường. Thế thì lúc đấy em cũng cùng với các bạn cũng phải trao đổi với nhau là nếu như dùng từ thiền hay từ chánh niệm ở trong cái bìa sách này thì chắc mọi người nghĩ ngay đến cái vấn đề tôn giáo, thế nên phải tránh cái từ đấy đi, mặc dù dùng cái từ giải phóng ung thư bằng sức mạnh tâm trí đâu đó nó cũng chưa được sát với cái nghĩa, nhưng mà lúc đấy cũng không tìm ra từ nào hơn nữa. Đó thì khi mà đọc hết cuốn sách thì mình cũng sẽ hiểu được là vì sao thiền giúp cho người bệnh ung thư, có những người họ quên hẳn cái bệnh ung thư của họ đi và đấy chính là cái lý do mà mình giải phóng được cái ung thư đấy ra khỏi cái suy nghĩ, cái tâm thức của người bệnh. Thì cái cuốn sách này thì cũng đã chia sẻ được đến nhiều người rồi và kèm theo cuốn sách là một chương trình thực hành, thì tuy nhiên là chương trình thực hành thì rất là tốt. Ban đầu thì bên trung tâm Decacare cũng đã làm được 4 lớp cho người bệnh ung thư và các bệnh nhân theo chương trình này thì rất là hài lòng và cảm thấy sức khỏe tăng lên rồi giấc ngủ cải thiện, mọi thứ rất là tốt. Thế tuy nhiên thì cũng để duy trì được lớp học này thì cũng cần phải nhiều những cái sự hỗ trợ cũng như là những cái điều kiện, cho nên là có những cái thời điểm thì bên Decacare cũng chưa thể tiếp tục duy trì chương trình được, thì cũng rất là mong đến một cái ngày nào đấy có một cái nhân duyên thuận lợi nào đó để chương trình đó được tiếp tục phát triển và triển khai cho nhiều người bệnh ung thư ở Việt Nam. Rồi thì sau này không những là đối với người bệnh ung thư, chương trình tương tự như MBSA cũng sẽ được thực hiện ở Việt Nam cho rất rất là nhiều người. Bởi vì như thầy vừa mới chia sẻ ban lúc nãy á, thì thiền nó có thể tác động lên rất rất là nhiều bệnh, tức là hỗ trợ điều trị và phục hồi sức khỏe cho rất nhiều bệnh. Ngay kể cả trong các bệnh lý về tiêu hóa thì các cái bệnh về chức năng cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều, đúng không thầy? Đó thì thực sự là em thì là cái người mà có đâu đó cũng là những cái người sớm, nhưng là tức là trong ngành y ở Việt Nam ấy thì cũng là một trong những cái người mà cũng là sớm biết đến thiền. Và cái thời điểm mà khi em đi thiền và đi học các khóa thiền thì các bạn về em còn tưởng là em sắp đi tu đó. Tức là cái thời điểm đó mọi người nghĩ là mình sắp đi tu, bởi vì lúc đấy chưa có nhiều người biết đến thiền và còn có hoài nghi rằng là cái cô này cô đang có vấn đề, chắc là sắp có vấn kiểu như là có một cái vấn đề gì đấy mà đang đi theo một cái trường phái gì đó mà giống kiểu cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Thầy Hỷ và mọi người, em cũng xin chia sẻ thêm một cái nữa, tức là em cũng có quan tâm tới cái chương trình này và ở Hoa Kỳ ấy, thì là các cái trung tâm ung thư lớn ấy, họ đều có những cái trung tâm gọi là dành cho bệnh nhân, có thể nó vận hành theo nguồn quỹ cộng đồng hay là có một đại gia nào đó hỗ trợ, nhưng mà hầu hết là họ có những cái chương trình như vậy. Tuy nhiên ở Việt Nam thì vẫn theo cái góc nhìn là Tây y là không có được tích hợp những cái phương pháp khác vào, cho nên là cái chuyện mà bệnh nhân thích tập thêm yoga hay là thiền hay là gì đó là hầu hết là do bệnh nhân tự tìm kiếm và tự kết nối với nhau thôi. Thì cũng hy vọng là trong cái thời gian tới các bác sĩ cũng sẽ có những cái góc nhìn mở rộng hơn với cái những cái phương pháp hỗ trợ thân tâm trí như vậy. Và em cũng vừa nhận được một cái câu hỏi của một bệnh nhân ung thư là bệnh nhân bị đau khớp và đau lưng, thì không biết là bác sĩ Trịnh Đình Hỷ có thể giới thiệu một loại gối nào đặc biệt để hỗ trợ ngồi cho nó đỡ đau hơn không ạ? Ngoài câu chuyện rất là cảm hứng về cái cụ già đấy, khi mà đi gánh nước đây thì còn cái câu chuyện nào, lời khuyên nào khác không ạ? Về gối thì thật ra chỉ có hai cái loại gối, mà nói chung thì có ba cách ngồi thiền. Cách ngồi thiền mà của Ấn Độ, tức là thiền ban đầu đó, là cái ngồi gọi là hoa sen hay là kiết già.
Thì cái kiết già, lúc mà ban đầu người ta ngồi kiết già thì người ta không để ý đến cái chuyện phải có một cái gối ở dưới cái dưới mông. Người ta cứ ngồi như vậy thôi, xếp bằng chân xong rồi ngồi như vậy, nó thành ra như là một cái tam giác, hình tam giác với hai cái đầu gối, với cái gọi là cái coccyx, cái xương cụt đó. Và hai cái đầu gối thành một cái tam giác ở trên đầu, thành ra nó ngồi ngồi như vậy, nó thành ra một cái tam giác như vậy. Và như vậy nó có cái lợi là cái thân hình nó thẳng và nó giữ được lâu lâu dài, mà nó không 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 bị người nó quẹo sang bên này, quẹo sang bên kia, hay là này kia đau hay đau đớn này kia. Đấy. Thế nhưng mà sau đó khi mà sang bên Nhật chẳng hạn thì họ để ý là nên để một cái gối ở dưới 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 mông, để cho lúc đó nếu mà bây giờ các anh chị mà thử ngồi không có gối và có gối thì sẽ thấy có khác nhau. Tại lúc đó thấy không có gối thì cái lưng nó sẽ còng. Ừ. Sau một thời gian lưng còng như vậy thì nó mỏi, nó đau. Còn nếu mà có cái gối để đằng sau, đừng có để ở dưới đầu gối nha, phải để ở dưới cái xương cụt ở đít thôi. Đó. Tức là ngồi trên một nửa cái gối, nên nửa cái da phu thôi. Hai cái chân thì tì xuống. Như vậy thì cái người nó sẽ thẳng, làm cho cái lưng nó, cái lưng, cái cột sống nó thẳng. Thì như vậy nó sẽ đỡ đau, nó không có còng như vậy và nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà căn bản vẫn là cái ngồi gọi là kiết già. Thế nhưng mà bên Nhật họ lại còn một cái ghế đặc biệt của nó, một cái tư thế ngồi đặc biệt của nó gọi là Seiza. Seiza, S-E-I-Z-A, là cái kiểu ngồi theo những cái người samurai Nhật Bản. Tức là ngồi trên đầu gối. Ngồi trên đầu gối, hai chân duỗi thẳng này. Tức là có thể nói là ngồi lên trên cái gót chân á. Thẳng thẳng đầu gối và ngồi trên gót chân, tức là mình không bạnh hai cái xương gọi là cái háng ra, mà mình ngồi thẳng như này. Tại sao? Tại vì cái người samurai luôn luôn ngồi sẽ như vậy, để sẵn sàng mà họ nhảy lên một cái, đứng lên một cái là họ rút 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 kiếm ra ngay. Chứ còn ngồi mà xếp và kết già hai chân như thế này thì khó lòng mà nhảy lên rút kiếm ra được lắm. Đó là cái tư thế của nhà võ là như vậy. Thành ra họ có cái ghế đặc biệt của nó gọi là ghế để ngồi xây dài. Thì không biết là trong cái hình nào có cái ghế xây dài, nhưng mà nó là một cái ghế đặc biệt để mà mình, lúc mà mình ngồi lên trên đó, thì hai cái đầu gối thì ở đằng trước và hai đằng sau, thì mình không ngồi lên trên cái chân của mình nữa, mà mình ngồi lên trên một cái ghế đằng sau. Nó có hình như vậy. em cũng có thử cái tư thế đấy rồi, nhưng mà đó. Dạ thầy ơi, em có thử cái tư thế đấy rồi nhưng mà cũng khoảng 10 phút là nó bắt đầu tê chân. Đó, những cái bệnh nhân mà bị thấp gối thì cũng hơi khó. Nó gập trên là đúng rồi đó. Dạ. Thế nhưng mà nói chung thì Nhật đó, họ cái xây ra và họ vẫn dùng cái kiết già nếu mà có thể được. Xin còn cảm ơn Tây thầy. Phương đó, Tây Phương thì họ người họ không có mềm dẻo bằng như là người với người Ấn Độ, nhất là người Ấn Độ lại gầy nữa, nói chung nó thành như ngồi kiết già nó dễ. Còn khi mà người Tây Phương họ ăn hamburger hay ăn đủ thứ này, nó gọi là fritter, steak fritter với bánh mì với các thứ, thì người họ to béo hơn, cái nó rất ngồi rất khó mà xếp kiết già được, cho nên là họ ngồi trên ghế bình thường vậy thôi. Vâng. Ngồi trên ghế bình thường, thành ra thật ra thì cái vấn đề ngồi không quan trọng, cái chính là làm thế nào để mà mình ngồi trong cái tư thế nào mà nó thuận tiện, nó làm cho cái cơ thể mình nó thư giãn nhất, mình không cần phải lo đến, bận tâm đến cái cơ thể của mình nữa, đừng có đè lên trên các cái mạch máu với các thứ. Tại vì khi mà các mạch máu mà nó bị đè lên trên, ví dụ cái gối, đầu gối nó gập, hay là ở háng mà nó gập đó, thì nó sẽ gây nên tê chân và nó rất là khó chịu. Như vậy mình không không thiền lâu, ngồi thiền lâu được. Vậy thôi. Dạ.
Vậy vấn đề tư À, thế nó chỉ có đơn giản là như vậy. thầy dạ vâng dạ thưa thầy và tất cả quý anh chị em ở trong webinar thì ngày hôm nay chương trình cũng nhận được cái sự tham gia của một vị khách đặc biệt nữa là bạn Lý Hảo, nhân viên công tác xã hội ở cái viện huyết học truyền máu Trung ương. Thì bạn cũng đã tổ chức một số cái lớp học thực hành thiền cho bệnh nhân ở ngay tại bệnh viện mình. Thì xin Lý Hảo chia sẻ thêm về cái những cái khó khăn như là cái tư thế ngồi hay là làm thế nào để cho mọi người duy trì cái lớp này được không ạ? Dạ vâng ạ, em xin chào bác sĩ Quý ạ, và em xin được cảm ơn bài chia sẻ rất là thú vị của bác sĩ Hỷ, vừa cho chúng em thêm những cái kiến thức để có thể hỗ trợ cho bệnh nhân được lâu bền hơn. Về cái hoạt động thiền thì em cũng có cơ duyên được gặp chị Ngọc và cũng đưa cái cuốn sách đó vào cho người vậy. Thì chúng em đến với cái hoạt động này cũng từ cái trải nghiệm của bản thân trước ạ. Và sau đó là những cái giá trị và thực sự là cái hiệu quả mà thiền mang lại, thì giống như bác sĩ Hỷ đã chia sẻ, nó là hoàn toàn chân thực ạ. Và khi đưa vào cho bệnh nhân thì chúng em đưa vào cho các cô bác, tức là trong một thì có khoảng tầm 20 người đã rất là gắn bó với thiền tại viện huyết học trong những cái năm tháng vừa qua. Thì hoạt động này được chúng em duy trì từ kết hợp với yoga cùng với thiền vào các cái buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ năm 2018 cho bệnh nhân. Thế và chúng em cũng có những cái khuyến khích là sau những cái buổi mà hỗ trợ cho cô bác theo nhóm đó thì mọi người nên tự tập một mình, và có những anh chị À, hình như tín hiệu sóng ở bên đầu cầu Hà Nội không có ổn định lắm phải không mọi người? Alo, mọi người vẫn nghe rõ chưa ạ? tôi nghe rõ nhưng mà không không nghe thấy chị Không nghe thấy Hảo. tiếng của Hảo. Dạ vâng, thế có gì là lát nữa chị Hảo quay lại thì em sẽ mời lại ạ. Và như vậy thì vừa rồi cũng có một cái câu hỏi liên quan tới sự khác nhau giữa yoga và thiền cũng như là các loại thiền, thì mọi người cũng có nhắc đến là Vipassana hoặc là thiền buông, thì không biết là thầy có thể dành thêm một vài phút để nói cái sự khác biệt giữa các cái từ khóa này không ạ? Tôi thấy cũng không có những cái khác biệt gì giữa các cái phương pháp mà gọi là luyện tập tâm thân đó, nó gọi là mind body practice đó, nó gọi chung là như vậy đó. Mục đích của nó là làm thế nào cho cái tâm nó thư giãn, và nó cũng có cái phần quan trọng của cái chú ý. Tôi nhắc lại là cái sự chú ý là một trong những cái đề tài được nghiên cứu nhiều nhất về khoa học thần kinh trong những năm vừa qua. Cái sự chú ý đó, người ta nghiên cứu rất sâu về sự chú ý, người ta thấy là chú ý nó có nhiều chức năng. Thứ nhất là orienting, tức là hướng cái sự chú ý về một cái đề tài nào đó. Cái thứ nhì là giữ sustaining, tức là giữ cái sự chú ý đó, đừng có để nó ngừng cái sự chú ý đó. Cái thứ ba là alerting, tức là khi mà có giảm cái chú ý mà nghĩ đến chuyện khác, mà đặc biệt cái nó gọi là tâm lang thang đó, mind wandering đó, thì tự nhiên nó có một cái alert, có một cái gọi là cảnh báo, nó do một cái mạng lưới neuron nó gọi là salience network. Salience có nghĩa là nổi bật, nó sẽ nhận ra cái sự chú ý nó giảm đi và nó cảnh báo, và nó làm cho mình lúc đó mình nhận ra là mình hết chú ý rồi. Cái thứ tư là cái lifting, tức là mình lôi lại cái sự chú ý vào cái sự mình đang làm. Thì cái đó đều có ở trong yoga cũng như là trong 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 tai chi cũng như trong khí công. Tôi không có tập yoga, nhưng mà tôi có tập tai chi và một chút khí công, thì tôi thấy rất là
đúng là như vậy. Tức cũng không khác gì với thiền định lắm. Tức là mình có một cái, ví dụ như cái bài tai chi mình phải tập số 8, số 16, số 24 này kia đó, thì mình phải chú ý đến cái việc mình đang làm. Trong mỗi một cái tư thế, mỗi một cái cử động mình chú ý tới, thì cái đó là một một phương pháp, một loại thiền. Cái chính nó vẫn dựa lên trên cái sự chú ý. Còn đấy là về vấn đề giữa khí công, yoga, thiền định và với nhau. Và ở bên Mỹ chẳng hạn thì họ gọi những cái phương pháp đó là complementary and alternative medicine, tức là y khoa bổ túc và thay thế. Thì tôi thấy cái chữ bổ túc nó đúng hơn là thay thế. Và đúng vậy, tôi đã nhấn mạnh là không thể thay thế được. Không phải mình dùng thiền định để mình thay thế một cái y khoa mà nó đã có, khoa học đã chứng minh là nó có công hiệu. Tất cả những gì mình học về y khoa mà mình áp dụng đều là có công hiệu hết, và cả thế giới họ công nhận. Thì không có lý do gì mà mình bỏ cái đó để mình yoga hay là tai chi hay khí công hay thiền định để mà thay thế. Dùng cái đó để mà chữa huyết áp cao hay là tiểu đường hay là ung thư hay là bệnh lao phổi hay tất cả cái đó là hoàn toàn là dớ dần nếu không dạ vâng. Nói là ngu xuẩn. Thành ra vì vậy cho nên cái chữ complementary là đúng, nhưng mà alternative là sai. Đấy là về vấn đề yoga, thiền định và khí công và tai chi. Dạ. Mà bây giờ về vấn đề vipassana thì ở trong đạo Phật Nguyên Thủy đó, Theravada đó, người ta cứ phân chia cái thiền định ra làm samatha và vipassana. Trung Hoa họ dịch sang tiếng Hán là chỉ và quán. Samatha tức là chỉ và vipassana là quán. Samatha tiếng Anh chẳng hạn có thể dịch là calm, mang ta là calm mind, nó gọi là gì, calming mind, hoặc là và vipassana là gọi là gì nhỉ? Insight, tiếng Pháp nó gọi là vision penetrant. Thế nhưng mà nếu mà mình đọc kỹ đạo Phật, những cái kinh cổ Pali này kia, thì Đức Phật không có bao giờ phân chia thiền định ra làm samatha và vipassana. Đức Phật chỉ nói là samatha và vipassana là hai trạng thái mang lại bởi thiền định. Tức là cái sự an tĩnh, samatha là an tĩnh, và vipassana tức là cái nhìn mà nó sáng suốt. Hai cái nó mang lại bởi thiền định. Thiền định nó làm cho tâm mình nó an tĩnh và đầu óc mình nó sáng suốt, nhìn thấy mọi sự nó rõ ràng hơn. Đó, vậy thôi, chứ không có phân chia ra hai cái loại như vậy. Cái người phân chia hai cái loại đó là Buddha Gosha, tức là Ngài Phật Minh, tức là người mà đã là gọi là vị tổ đầu tiên của phái Theravada vào thế kỷ thứ 5 công nguyên, tức là 10 thế kỷ sau Đức Phật. Thì lúc đó Ngài Buddha Gosha tổng kết lại những cái Abhidhamma, tức là cái luận gọi là Atidham hay là vi diệu pháp, và những cái commentary về đạo Phật, về các kinh Phật, và viết ra một cuốn luận nổi tiếng, có thể nói là một cuốn luận để tham khảo đó, để tham chiếu đó, của phái Nguyên Thủy, là cuốn Visuddhimagga, tức là cuốn Thanh Tịnh Đạo. Thì trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo có một phần quan trọng để dành riêng cho thiền định. Và trong cái phần đó thì Ngài Buddha Gosha phân chia ra thiền định làm samatha và vipassana. Và sau này người ta nói là samatha là cái phương pháp thiền định của tất cả những giáo phái ở Ấn Độ.
trước cả đạo Phật, tức là yoga, Bà La Môn giáo, họ cũng đều dùng samatha, đều dùng thiền định để đưa tới cái trạng thái samatha. Trong khi đó, chỉ có đạo Phật mới có phương pháp vipassana để làm gì? Để mà nhận ra cái sự thật, chân lý là chân lý dạy bởi Đức Phật. Thế nhưng mà cái đó là một cái chuyện mà người ta tạo ra sau này thôi. Chứ còn nếu mà nói là lời của Đức Phật thì không đúng. Đức Phật không bao giờ chia ra làm samatha và vipassana. Cái đạo Phật nguyên thủy đó, đúng theo nghĩa nguyên thủy, tức là cổ xưa, cái thời nguồn gốc của Đức Phật dạy đó, là ở trong cái Satipatthana và Anapanasati, tức là kinh tứ niệm xứ và kinh niệm hơi thở. Vậy thôi. Chứ không nói gì đến cái vipassana hết. Thành ra vì vậy cho nên là cái vipassana đứng về mặt gọi là khoa học mà nói đó, thì không có một cái đặc điểm gì hết, không có được đó, khoa học công nhận nữa. Có thể nói là như vậy. Nó khoa học Có thể là chưa có nhiều cái nghiên cứu liên quan tới cái đó. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là chi tiết và với những cái từ khóa cũng khá là phức tạp của thầy, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ có thể xem lại cái video này và tìm đọc thêm về cái lịch sử của các cái phương pháp thiền định trong mấy ngàn năm vừa qua. Mọi người, em vừa nhận lại cái tín hiệu từ đầu cầu Hà Nội của chị Lý Hảo, thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm về cái chương trình hiện nay ở bệnh viện mình thì nhờ một cái chuyên gia nào về thiền để hỗ trợ cho bệnh nhân hay là thế nào ạ? Dạ vâng ạ, em xin chia sẻ thêm một chút thôi ạ. Là về cái thiền này thì chúng em cũng có một cái nhóm thiền, trong đó là cái nhóm thiền Ozen Việt Nam. Thì ở tại Hà Nội thì có một cái nhóm là Ozen ở đầu cầu Hà Nội. Và các anh chị đó sẽ hỗ trợ cho các cái bệnh nhân. Và cũng là một thành viên của nhóm Ozen Hà Nội thì chúng em cũng được học và được đào tạo trên những cái nền tảng thiền theo khoa học, và sau đó thì chia sẻ, nó sẽ có theo từng cái bài một cho người bệnh. Tức là nó có sẽ có những cái bài đầu tiên hiểu về cái bản chất của thiền, hình như là tín hiệu của chị Hảo không có được ổn định lắm, mình xin lỗi. Chị bỏ camera có khi cũng đỡ. Có phải đấy cái vấn đề. Nếu mà chị bỏ cái camera, chị nghe tiếng không có được không? Có đỡ hơn không? Dạ vâng. Bỏ hình. Có gì em sang lát này, lúc chị quay lại em sẽ đề nghị như vậy ạ. Và kính thưa quý khán thính giả cũng như là những đồng nghiệp đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay, thì cái buổi webinar thiền định những lợi ích cho sức khỏe giao lưu với diễn giả là bác sĩ Trịnh Đình Hỷ cũng đã diễn ra hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và chúng ta đã nhận được rất là nhiều cái chia sẻ rất là hữu ích từ bác sĩ Trịnh Đình Hỷ, cũng như những lời khuyên dành cho những người mới bắt đầu tập hoặc là đang quan tâm tới phương pháp này. Thì em cũng xin dùng một cái câu tóm tắt của bác sĩ Trịnh Đình Hỷ, đó là cái vai trò của thiền định trong cuộc sống của chúng ta thì có lẽ là ngày càng quan trọng, và để mà có sức khỏe tốt thì chúng ta nên có một cái chế độ ăn lành mạnh, luyện tập thể thao nhưng mà cũng luyện tập thân bằng cái thiền định một cách điều đặn. Thì không biết là bác sĩ Trịnh Đình Hỷ có thể cho chúng em vài lời trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình ngày hôm nay không ạ? Nói chung thì tôi nghĩ là thứ nhất là thiền định nó không phải là hoàn toàn thế tục, là hoàn toàn của đời sống bình thường vậy thôi, và nó có ảnh hưởng
trên cái vấn đề tâm thần của mình, trên sức khỏe tâm thần. Và như vậy thì tâm với thân bây giờ người ta cũng quan niệm là nó liên kết, nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ, cho nên là mình tập luyện tâm cũng như là tập luyện thân là một điều rất cần thiết cho sức khỏe. Cũng như là mình tập thể thao cho nó đều đặn, mình có một chế độ ăn uống thiền định là một phương pháp bổ túc để mà làm sao cho cái đời sống mình nó có thăng bằng, nó có một cái sự thăng hoa trong đời sống. Mà mình gọi nó là tâm linh thì thật ra nó cũng không phải có cái tính chất linh thiêng như người ta hay nghĩ về cái chữ tâm linh. Tôi nghĩ là cái chữ tâm thức thôi cũng đủ rồi. Tại vì cứ nói đến thiền mình nghĩ tâm linh, mình nghĩ tôn giáo, mình nghĩ cái gì nó cao siêu lắm, nhưng mà thật ra không có cái gì là cao siêu, tại vì tất cả nó ở trong cái tâm của mình, mà tâm của mình nó ở trong cái óc của mình, trong cái thân của mình, chứ không có ở đâu xa lạ hết. Thành ra nếu mà mình quan niệm được thiền định là một cái phương pháp mà nó giúp đỡ cho mình trong đời sống thường nhật, để cho mình sống một cách thoải mái, hạnh phúc hơn, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết và chân thành của bác sĩ Trần Đình Hỷ, và hy vọng là những người đang xem livestream ngày hôm nay như trên fanpage của Y học cộng đồng là có hơn 100 người, và trong webinar ngày hôm nay là 52 khán thính giả, trong đó có rất là nhiều đồng nghiệp cũng là bác sĩ điều dưỡng ở rất là nhiều bệnh viện ở trên khắp cả nước. Thì em là bác sĩ tiến sĩ Phạm Nguyên Quý cũng xin thay mặt chương trình cảm ơn bác sĩ Trần Đình Hỷ rất nhiều, và xin chúc bác sĩ dồi dào sức khỏe để có thể có thêm những cái dịp chia sẻ với các chúng em những cái kiến thức bổ ích qua những cái kinh nghiệm của bác sĩ về mảng thiền đình cũng như là mảng nội soi tiêu hóa như là trước đây bác sĩ vẫn làm ạ. Và quý cùng xin kết thúc cái livestream ngày hôm nay, và xin mọi người có thể ngồi lại trong cái webinar này để chúng ta tiếp tục giao lưu thân mật, hỏi thêm bác sĩ Trần Đình Hỷ về những cái vấn đề thiền định ứng dụng trong đời sống sau cái chương trình này ạ. Mọi người có một giấc ngủ ngon và ngày mai đi làm lại vui vẻ nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Quý, với cảm ơn tất cả.